lớp đào tạo chăm sóc trẻ sinh non tháng bằng phương pháp Kangaroo thuộc dự án Vì sự sống còn, phát triển trẻ em và môi trường vừa được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai triển khai tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Từ thực tế triển khai áp dụng phương pháp Kangaroo nhiều năm, các bác sĩ điều dưỡng khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi cùng chia sẻ, trao đổi, cập nhật kiến thức cũng như thực hành phương pháp Kangaroo cho trẻ sơ sinh nói chung và trẻ sinh non, nhẹ cân nói riêng, cách hỗ trợ người mẹ và gia đình thực hiện phương pháp Kangaroo. Thông qua lớp tập huấn này, 25 học viên là bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi, Trung tâm Y tế thị xã Ayunpa và An Khê đã được nắm bắt các kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo. Hôm nay là tôi tham gia lớp tập huấn chăm sóc sơ sinh năm tháng bằng phương pháp Kangaroo. Là tôi thấy rất là đầy ý nghĩa, rồi cập nhật được kiến thức mới và mong rằng là về sẽ thực hiện được Kangaroo cho mấy bé non tháng tại bệnh viện tôi. Giờ thì bệnh viện tôi thì chưa triển khai phương pháp Kangaroo. Mong rằng là về đây là sẽ thực hiện được và lại sẽ giảm cái tỷ lệ chuyển viện lên tuyến trên và là sẽ giúp cho mấy bé non tháng là giảm được cái tỷ lệ tử vong chu sinh. Khoa chăm sóc sức khỏe sơ sinh của Trung tâm Y tế An Khê là hiện có 15 nhân lực gồm 2 bác sĩ chuyên khoa 1 và 11 nữ hộ sinh và 1 hộ lý. Thì 100% cán bộ y tế đã được đào tạo đầy đủ các cái chương trình chăm sóc sức khỏe sơ sinh. Trung tâm Y tế An Khê thì tham gia chương trình tập huấn Kangaroo đợt này gồm có 5 bác sĩ được tham gia tập huấn. Là ngoài những cái kỹ năng đã được đào tạo trong thời gian trước thì được cập nhật những cái kiến thức mới và được cầm tay chỉ việc, được tham gia trực tiếp tại khoa nhi bệnh viện tỉnh để gặp và tiếp xúc những ca bệnh thực tế tại bệnh viện nhi. Chăm sóc Kangaroo là phương pháp chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non, nhẹ cân. Đây là phương pháp tiếp xúc da kề da sớm, liên tục và kéo dài giữa em bé với mẹ hoặc người thân trong gia đình ít nhất 20 giờ trên ngày. Hiện mới có một số trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh triển khai phương pháp Kangaroo. Phần lớn trẻ sinh non đều chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh, do đó việc hướng dẫn, chuyển giao phương pháp này để chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh ngay ở tuyến cơ sở sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc sức khỏe trẻ em, hạn chế bệnh tật và tử vong ở trẻ sơ sinh. Về ngành y tế thì cái dự án này là chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ thì cũng đã thực hiện rất là tốt từ năm 2014 đến giờ. Thì cũng triển khai tập huấn cho toàn bộ cán bộ y tế từ tuyến xã cho đến tuyến huyện và tuyến tỉnh, hầu hết là về sản khoa, về cái chăm sóc thiết yếu cho mà mẹ trong và ngay sau đẻ hoặc mổ đẻ. Cái mà can thiệp mà về chăm sóc này thì diễn biến tích cực rất là tốt. Cái tỷ lệ mà trẻ được cái tỷ lệ mà trẻ mà hạn chế cái mà mình nằm ở cái chăm sóc tích cực nó cũng giảm. Rồi cái tỷ lệ mà trẻ sinh non mà biến chứng hoặc là tử vong thì nó cũng giảm hơn. Và đặc biệt là cái chăm sóc trong và ngày sau sinh thì hiệu quả rất là nhiều và triển khai hầu như là 100% từ cơ sở, từ tuyến xã cho tới huyện và tỉnh thì đã thực hiện. Cái tỷ lệ mà được chăm sóc sớm, sơ sinh thiết yếu sớm thì cũng đạt cỡ 90-95%. Cái đợt mà tập huấn về sơ sinh mà một cái mảng mà quan trọng trong đó là cái vấn đề mà chăm sóc về ổn định thân nhiệt, là phương pháp da kề da Kangaroo, là phương pháp của một cái chuột túi mà ta ứng dụng để mà đảm ổn định thân nhiệt cho em bé. Đợt này thì ban tổ chức là chú trọng là tiếp cận với bệnh nhân, gần với bệnh nhân thì nên chọn cái bệnh viện nhi. Cái đối tượng mà sơ sinh thì đã có lượng bệnh ở bệnh nhi là khoảng 40 bệnh, thì là để cái vấn đề ngoài cái lý thuyết thì chúng ta thực hành. Qua cái lớp học này trong vòng 4 ngày thì cái nội dung mà trong 4 ngày đó là sẽ đem lại cái kiến thức bổ ích cho các bác sĩ tuyến dưới, giúp cho vấn đề mà cải thiện về tử vong và sơ sinh. Sơ sinh tử vong rất là nhiều trong cái toàn bộ trẻ em á, thì sơ sinh nó chiếm tử vong là đến 50%, cho nên là cải thiện được tử vong sơ sinh thì
sẽ cải thiện được cái vấn đề tử vong của trẻ em. Rồi đồng thời thì cũng chú trọng về cái chất lượng sống của em bé. Thì em bé qua cái phương pháp mà da cờ da ổn định thân nhiệt đó, thì những em bé theo dõi trong một thời gian dài thì phát triển về tâm sinh lý rất là tốt. Tại khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Gia Lai, tỷ lệ trẻ sinh non thắng, nhẹ cân chiếm khoảng 30%. Việc điều trị và chăm sóc trẻ sinh non thắng, nhẹ cân gặp nhiều khó khăn bởi bệnh lý phức tạp mà sức đề kháng yếu, các cơ quan đều chưa phát triển hoàn chỉnh. Nhiều năm nay, tại khoa sơ sinh, những trẻ sinh non nhẹ cân đều thực hiện theo phương pháp Kangaroo. Các em bé đều được da kề da với mẹ và người thân trong gia đình liên tục. Trẻ được bú sớm, tạo sự gắn kết mẹ con, giúp trẻ ổn định thân nhiệt, ổn định hô hấp, tuần hoàn, giảm nhiễm trùng. Em bé thì sinh non lúc được 28 tuần 4 ngày. Và trước đó thì em bé nằm lồng kính và sau một thời gian ổn định thì em bé được chuyển qua đây để thực hiện phương pháp da kề da. Từ đó tới nay được 10 ngày rồi ạ. Và các bác sĩ thì đã hướng dẫn tận tình các bước. Và khi sử dụng phương pháp này thì tôi thấy em bé ngủ ngoan hơn, rồi người ấm hơn, rồi em bé với tôi thì có kiểu gắn kết hơn. Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Qua nhiều năm triển khai, phương pháp Kangaroo ngày càng cho thấy rõ hiệu quả trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Đây được xem là phương pháp thực hành đơn giản, có tác động tối ưu, hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh, góp phần làm giảm tỷ lệ bệnh tật, tử vong ở trẻ sơ sinh, nhất là trẻ sinh non, nhẹ cân.